À, các bác thấy đấy, bây giờ đang là buổi chiều, nhà mình đang tiếp tục cho các bạn sim mới tắm. Đấy, hiện tại bây giờ nhà cũng mấy chục con các thể loại. Đấy, từ cô gái tắm theo các đợt. Đây, các bác đang nhìn thấy ở đây. Đây. Thì đây là cái chế độ nuôi hàng ngày của mình. Đây, các bác nhìn thấy đấy. À, mỗi lần cho tắm xong bắt đầu dọn dẹp vệ sinh và phải như đấy. Thì lót giấy thế này để cho nó sạch. Đây là cái lồng của con chòe, các bác thấy đấy. Đây, phần của nó rất là đẹp. Đây, đang thay lông. Đây, đây. Đây, mình sẽ cho nó sang lồng. Nó quay ra tổng thể cho anh. Đúng rồi. Đây, nó sang lồng đây. Quay vào cái con chòe cho anh. Và đơn giản thôi, khi mà tắm xong thì mình sẽ cho nó khoảng 2 con dế. Đấy. 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 Đây các bạn là có thể nhìn thấy ở đây thì mình có để những cái xô như này. Đấy. Mỗi lần tắm xong cho khoảng 2 con dế. Thôi, không cần gì nhiều. Đấy. Tuyệt đối con chè lửa này các bạn là đừng cho ăn quá nhiều lai dai trong ngày nhé. Đấy, tắm xong thì cho 2 con này. Tiếp theo sang con này. Sau khi mà cho nó ăn sau 2 con như vậy rồi. Thế thì chè áo lồng nó lại. Các bác thấy cái áo lồng mình nó áo hoa này, nó mỏng vừa phải thôi. Đấy, rất là vừa phải. Xéo lên đây. Các bạn kéo nửa áo này, kéo nó sang đây. Đấy, tiếp tục đến cái con mi này. Đấy, các bác thấy. Mỗi lần tắm và dọn lồng nhà mình đều lót giấy cả. Bóc đi một cái là sạch luôn. Chế độ nuôi con mi này thì cũng như là con chè luôn, đặc biệt là trong cái mùa thay lông này. Đây, các bác đang thấy đây, đấy, cái con này nó đang thay lông này. Đấy, quay tổng thể cho anh. Mỗi lần là tắm xong thì khi cái lông nó còn hơi mỏng một chút thì mình tập làm quen với nó một tí. Đấy, tập làm quen một chút. Em quay dần hơn vào con này cho các bạn xem nào. Đấy, đang nuôi trực tiếp cùng tắm mi ớt Việt, các bạn đang thấy đấy. Sắc mỏ, sắc lông của nó rất là đẹp. Đặc biệt là con này đang trong quá trình thay lông, lông mặt vẫn đang còn rất nhiều này. Quay cái... Và chế độ ăn của nó cũng vậy thôi. Đấy. Đây, như các bạn đang nhìn thấy. Sau khi mình tập luyện hót sáng nay dần dần nó quen với chủ. Sâu dế xong rồi. Thì con mi này cũng vậy. Quay tập thể cho anh. Kéo lại. Đấy, thì cũng là dế thôi. Mỗi lần tắm xong cho ăn 2 con. Đây. Thả vào một cống riêng này nào. Một con này. Đây chính là cái con chim mà mình quay trong cái clip mà luyện hót sáng nay nhé. Đó,
xong rồi cứ kệ nó thôi, làm gì nó chạy, kéo bước áo lỏng lại, kéo đến tầm này vậy thôi, để ra một chỗ đấy, để ra góc này các bạn, đây để ra góc này. Đấy, bây giờ lại đến một lượt tắm tất cả các lượt này nữa. Đây ví dụ như các bạn thấy ở đây là một số những con nữa này. Đấy, đây là mi này. Đấy, bây giờ tắm tổng thể các con này. Con trên này ở đây. Đây là con than chuyền. Đấy. Đây. Các bạn thấy con là than chuyền này. Mình đang vực cho phụ lông này, con này đang thay lông. Đây mình ra đây mình sẽ quay cho các bạn. Này. Thấy chưa? Con này đang thay lông báo đen. Con lửa này hót rất là tốt. Cầm quay nha. Bung bớt cái áo mấy lần mình ra nhé. Có lần tắm xong và ăn uống xong một chút đã tạo thành cái thói quen cho những con lửa này, làm sao mà nó sẽ chơi tốt. Đấy, thì cái công việc vào mỗi buổi chiều như vậy, nói chung là mình cứ phải dành một khoảng thời gian đôi tiếng, có hôm mình lâu hơn, để vừa tập làm quen với nó rồi vừa vệ sinh chuồng trại. Con này để ra đây. Trong này còn một số con ấy, con chuyền lửa bổi mái đấy, đang vào cám cho nó. Đây này. Đấy. Yeah. Đấy, công việc một buổi chiều tối nay thì sẽ lại chiều nay sẽ như vậy. Tiếp đây là con mào, quên chưa cho các bạn xem cái con mào. Đây, ra ngoài là con chào mào này. Đấy, này tắm xong. Đấy. Đây là một số con chào mào đang chờ tắm luôn. Đấy, tiếp theo con trời đất ở bên bên này nữa thì sẽ lại là những con tiểu mi. Đấy, đang chuẩn bị tắm. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video trên kênh Cám Chim Đất Việt. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục tắm cho những cái chú chim của nhà mình.
sau khi mà là chúng ta sẽ che áo lồng như này rồi đấy, để cho nó rửa lông rửa cánh khô hết tất cả mọi thứ đi đấy, kể cả cái con mi ngoài này cũng thế các bạn này đấy. Đấy. Các bạn thấy đấy, cứ che nửa áo lồng này thôi, chúng ta đặt nó sẽ đặt nó xuống đất nhé, đặt xuống một góc riêng con mi này phải đặt nó xuống đất khi là mình đây các bạn đang thấy đây xuống đất. Sau khi để nó rửa lông rửa cánh khô các thứ xong thì bắt đầu mình mới chùm áo lồng để mình cho nó nghỉ ngơi nhá. Đó, thấy cái tiếng mì đó nhá. Chia sẻ cái file luyện hót ấy, thì các bạn cố gắng là chúng ta sẽ tập gọi cho con chim của mình. Đó, các bạn thấy đấy, mỗi lần mình gọi một cái là con chim nó sẽ theo. Cái lông khi nó đang ẩm một chút thì nó còn đang sững để làm quen với nó được. Được rồi, clip mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video trên kênh Đám Chim Đất Việt. Xin chào tất cả các anh em. Với phương châm sản phẩm tốt thì khách hàng yêu thương sẽ đến với mình. Chính vì vậy mà Cám Chim Đất Việt sẽ gửi trực tiếp tới tay tất cả các anh em nghệ nhân chơi trên toàn quốc, không qua bất kỳ một câu trung gian hay đại lý nào. Do vậy anh em yên tâm về chất lượng sản phẩm, gọi trực điện trực tiếp qua cái số điện thoại và địa chỉ như trong video cho Cám Chim Đất Việt. Đấy. Đây là một số cái đơn cám gửi cho anh em hôm nay. Em cám mi này, cám chè, rồi chào mao. Các bạn có thể lấy theo gói nhé. Đấy. Cùng giá nhau là 200.000 một kg mà được 4 gói. Đấy. Ví dụ như là đây là một số anh em lấy cái theo gói này, 4 gói mi, 2 gói chè này thì đóng thành 1 cân. Đấy, 1 cân hoặc 1 cân rưỡi sẽ như thế này nhé các bác. Đấy. Đây. Anh em ở xa hơn cũng lấy 1 ký này, cũng 2 mi, 2 chè mao này. Đấy. Anh em lấy mấy ký đây. Đấy. Cứ lấy theo gói các bạn. Vì sản phẩm của Cám Chim Đất Việt là nó sẽ có họa mi này, chích chòe này, chào màu và thức ăn bổ sung dành cho chim cu gáy. Đấy, ví dụ đây đang đóng cám mi anh em gần nhất của Hà Nội này, nhà mình đang đóng gói đây. Xa Long An là họ vẫn cứ lấy một tí hết lại lấy tiếp. Có điều là anh em ở xa ấy, miền Trung và miền Nam ấy, thì đặt trước cho mình 1 tuần 10 ngày đi nhé. Thì ở đây thì hôm nay nhà mình đang đóng gói cái sản phẩm cám của chích chòe. Các bác nhìn thấy ở đây. Đảm bảo từ khâu nguyên liệu cho đến thành phẩm đang đóng gói hút trên không các bác. Lưu ý các bạn nhé, miễn phí ship tận nhà luôn. Đấy. Miễn phí ship tận nhà. 200.000 một cân, cám mi chòe màu đều như vậy cả. Đây. Em ở gần thì mình mang tới nhà. Em ở xa thì đều shipper. Đấy, anh em có lấy mấy gói một này, theo gói này các bạn, Thanh Hóa này. Đấy. Lấy mấy ký theo gói, mỗi loại vài gói.
Đấy. Ok nha các bác. Cái sản phẩm phần lớn này được chia sẻ trên kênh YouTube Cám Chim Đất Việt, trên website Cám Chim Đất Việt. Đó. Thì anh em thì sử dụng, tin dùng, thấy sản phẩm tốt thì lại chia sẻ cho mọi người cùng chơi, cùng dùng. Tinh thần là như vậy thôi các bạn. Vẫn xin nhắc lại là các bạn, với phương châm là sản phẩm tốt thì khách hàng yêu thương sẽ đến với mình thôi, không có gì cả. Và mình vừa đam mê, mình vừa chơi, vừa chia sẻ lại cho anh em. Đó. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ Cám Chim Đất Việt. Và đây là số điện thoại và địa chỉ đặt hàng. Chia sẻ lại cho anh em có thể là dễ đặt hàng hơn. Em lấy cho anh một gói mi, một gói chè và xem có gói nào ở đây sẵn thì cầm đây để chia sẻ cho anh em họ dễ hơn nào. Lấy cho anh một gói thực phẩm có cu gáy luôn. Cứ bỏ, em có bỏ hết cái đơn hàng ở trên này ra. Ừ rồi, em có gói mà đây. Tí lại để vào cho anh. Một gói chè, lấy một gói thực phẩm cu gáy đi. Đây. Đây. Các bạn có thể thấy cái sản phẩm của Cán Chiến Đất Việt, cho một gói nữa vào đây cho anh. Rồi, ok. Đó. Thì các bác có nhu cầu nhớ ủng hộ Cám Chim Đất Việt nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã chia sẻ, cảm ơn anh em đã ủng hộ tin dùng. Đấy. Đây là bác ship, bác đã đến, bác lấy hàng rồi đây. Đó. Mở cửa cho anh ship lấy hàng đi em ơi. Và cái đơn này là mình chưa ghi mã đúng không? Chưa ghi mã thì ok, để đây sẽ xử lý luôn. Đấy, mỗi một ngày mình vừa đóng hàng này, làm xong lại đóng gói này, sau đó lại em xếp cái đơn nào mà có mã ra đây rồi cho cậu ấy dán. Bây giờ là khoảng 11 giờ đấy các bác. Dán mã cho đơn hàng. Video xin tạm dừng ở đây nhé. Các bạn sẽ gọi trực tiếp qua cái số điện thoại để đặt cám giúp Cám Chim Đất Việt. Chào tất cả các anh em đang theo dõi video.